Xin chào các bác, hôm nay dẫn các bác đi tát vét ở cánh đồng. Đây là từ xưa Bắc Ninh. Tát vét thì hồi bé thì tôi rất hay là đi, nhưng mà cách phải khoảng độ 25 năm nay chưa đi tát lại lần nào. Cảm giác thì tát cá rất là thích. Bây giờ đi vào đây khảo sát cái chỗ này. Đây là một cái con mương rất là dài. Anh em đang vừa bắt máy bơm đi tát. Giờ vào đây khảo sát xem có phải có cá không. Đây là cái con sông bỏ hoang, toàn bèo. Khi tát cạn xong thì anh tôi sẽ bắt cá ở đây. Gặp cái con mương này, hy vọng là kiểu ít cá sộp. Chỗ này là toàn hoa rau muống. Kia là đồng đội tôi đang đi đắp bờ. Cánh đồng rất là đẹp. Đi đây nào rồi. Mày phải mấy tiếng nó mới cạn nhỉ? Cái kia to quá, thôi nhớ bơm nữa bơm ở đây thôi. Ở đâu? Cái ao kìa. Ao to à? To à. Sâu không? Sâu phết đây, bây giờ tôi phải 30 nước nữa. 30 phần nước? 30 phần nước. Đắp từ đâu ạ? À? Qua cái suối kìa. Ủa? Ê, hơi căng đấy. Chỗ này chỉ sộp nhiều. Sộp như rô phi nhỉ? Không, sộp. Thì đéo rút ở đây mấy rùa ta sau mấy rùa ta sâu không ôi dồi mấy tiếng cả nữa. Bốn mươi phân à, 35 phân. Hai ga của mình mỗi ga 22 phân. Được đấy, giờ kiểu gì đã sộp. Ai đánh cá gì bây giờ nhỉ? Mà đánh điện không nhớ anh được cái này. Có bố bắt rắn nhỉ? Hả? Không có rắn ấy. Rắn thì mới là ngon đúng không? Đây rắn mỏng thế là chẳng nhiều. Chủ công à? Vừa đóng tiền rồi. Vừa ông năm sạch rồi. Nếu mà không phải bắt máy phát con ra hút từ đây lên trên đây lên đây nhỉ? Mà nó lại chảy xuống. À, nó lọc vậy nhỉ? Ừ, lọc chảy xuống. Cát. Tiếp đi, được rồi, tiếp à? Mày ngồi à? Vinh ra mua cá. Hôm nay mua quần áo để bắt à?
Đoàn kết đúng không? Đây nó phải hất lên đây này. Anh cầm cái rổ anh hợt hợt cái bèo cái bèo ấy. Đầu tiên lên anh điện đấy. Cứ cho nó cạn khô đi. Cái máy bơm to kia nó hút kìa. Trên đấy chắc có chạm bơm. Đúng là ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Một lồi lẩu, hai lồi lẩu cua. Đấy, trước mắt là lồi lẩu cua đã. Sau lại còn coi như là ba cái đất bồng. Bây giờ ông đã ông làm về tát Hậu Đình. Hút đi. Rồi anh em tôi phải mang thêm một máy bơm ra đây. Đầu kia nó cạn hết rồi. Bơm nước lên ruộng. Làm gì đây? Có cá không? Sâu á? Làm tí rau muống về ăn lẩu. Đây toát rau ngon này. Đây một tí đậu nước lắm. Đấy, úng ngay này. Nước ngay. Chỗ này cứu cá đấy. Hả? Sâu không? Có không? Là chắc khó chỗ này thôi. Chỗ này có rồi, có thôi. Trong lúc chờ tát ao tôi đi xin lải chuối để ăn trưa. Đây là cái vườn chuối. Ở đây xin rất là rực rỡ. Ở bên này có cái mương à? Ờ. Chú bên này có cái mương sâu lắm. Đâu rồi, sang chưa? Lội sang sâu không? Ờ thế thôi em ơi, đây chỗ này nhìn thấy chưa? Ôi là chuối mỗi hai hai ấy à, hai lải à, bộ chuối hai lải. Thôi xin bà con cái này không ăn nó cũng rộng gơ đúng không, ít này. Này là mỗi ông được một quả rồi. Mấy quả? 20 quả đấy. Chuối làm gì? Đôi thôi. Làm gì lại được mấy quả thôi. Chuối này mới ngon này đó. Chín vàng tự nhiên này. Ba lại thôi. Mỗi ông được một quả. Thank you.
đâu đủ quả thôi. Lội sang đây. Ui ôi, con sâu lắm. Kiếm được con cá vất vả lắm các bạn. Chén luôn à. Nào em xin quả. Cái đồ đi ăn trộm bao giờ ngon nhỉ? Cái này nó ngon này. Ngon tín cây. Sầu lắm, vẫn sầu lắm. Hiện tại là nước đã cạn, gần cạn, cá nổi rất nhiều rồi bác. Hy vọng là hôm nay ngày bội thu, cá nổi rất nhiều rồi. Phi à? Thu hoạch đấy. Ông cầm mớ. Không bơm được nó dính vào. Sộp nó rút ở dưới nhỉ? Đi đây. Đấy. Đi xô. Đây, phi to ghê. Đâu? Đây, đại tướng. Đưa đồng vừa vứt đèn. Đây. Đây, 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 con rồi. Toàn là lấy em cái này. Bay xuống dưới nè. Cứ đưa em cái này. Cái kia có số không? Đây, 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 đây. Bây giờ là cái con gì cũng bắt đã. Bây giờ là... tính sao? Đau đi quá lên một chút đi cảnh sao. Nó một trong hang à? Hang, chưa là hang. Ấy, sộp tướng rồi ba. Con này 25 đứa không phải được 2 cân. Giá chưa? Ôi à? Thấy à? À đây, to phết này. Ôi, chưa, chưa, chưa. Hay gì hay gì? Cho ra thả nhỉ? Bây giờ mang mang thả chán cho nó khí thế. Đây đây đây. Ui rồi ba con. Được chưa? Trong này đây đây. Có ở bên toàn dù. Cua cua. Cua thả riêng á. Ồ có cắt. Đấy, toàn sụp bự rồi.